Yeah, it's your boy, Kid Wine. Yes, sir. We got a whole lot of shit to talk about. Rap it, turn up. Tung cánh bay lên như hung thần xả đạn và tung vần như chung là đang thép. Cộng đồng này như cái cung đấu tâm mưu hay kế bờ xuất phát từ cành ghét. Để tao sửa cho mày cái bộ nhá bằng đế sẽ Dr. Martin. Rap Việt tao chơi đi kiểu 30 phút không cần ai phải cho phép. Thứ nhất là đến với tình yêu hip hop khiến tao đè adrenaline. Cuộc sống tao chạy như tempo đang phát từ đường phố với những điều tao tin. Do content mà tao đang gây sốt và mày đi kháng kém hay chúng mày nhạy cảm huh? Tao không có gì thay đổi trừ số dư trong tài khoản. Mỗi khi tao nêu lên vài quan điểm là mày muốn chiến tranh như là Taliban. Và tất nhiên phần thưởng sẽ tới tay nhận lại những gì mà mày cho đi fam. 15 phút đầu là pháo giàn, 15 phút sau nhà mày ra đưa tang. Xin là xin vĩnh biệt cổ bọn tao quay lại club và làm mấy em cho đi dance. Ay, free smoke, non stop như dân bay đi club này. Giddy đập, giddy đập. Woo shit, ay, oh man, yeah. Em kia không biết đai đẳng gì, đôi kẹp của anh như là võ Vi Nam. Bọn tao beef để giải quyết mà đồ cân số vô lực và bài đồ để mà tăng level. Muốn kỹ năng chúng mới thích thì to show, còn thích flex để thằng Long nhe răng khoe đồ. Tao một AP nó trong vòng bezel, lạnh buốt từ trong ngăn đá. Không ai cấm mày thể hiện ra cái tôi nhưng đừng để người ta bảo một vô văn hóa. Năng lượng sẵn sàng để bùng nổ. Michael Bay, Michael Bay, Michael Bay, ay. Đưa anh em qua ngày cùng khổ. Đi lên, đi lên, đi lên, lên. Son môi em in nghe vùng cổ. 99 và Young bộ mệnh thổ. Mày đang nghe âm thanh từ thủ đô. Xương rồng, tao là hạt giống rất biết ươm mầm. Sự thật đã nói như là hướng thần. Khi đã băng qua sa mạc và rồi vươn tầm. Không cần làm thân, cảm thấy ngang sức thì mày vào sân. Mày sẽ thấy khi mà tao đi qua thung lũng, chỉ có Jordan và em khi giờ ban chân. Ít xuất hiện trên nhiều phương tiện, bọn tao vẫn hoàn thiện trên nhiều phương diện. Không phải hoa hậu, không còn vương miện. Có vết thằng xăm trổ lại rất là thân thiện. Máu đỏ da vàng tao làm nên chuyện. Lời hay ý đẹp thì không phải tâm niệm. Vì cái phong cách sống đấy không phải chửi thề, chỉ là thứ đời thường được đưa vào trong chuyện. Bởi vì đây là đời, u là trời. Game này dễ, game này dễ. Chơi là u, chơi là. Nếu mày thấy không còn nữa nhưng Andre năm 2000 Ramastic GBR máu vừa lửa in the town. Khi tao ra tay quét sạch hết underground thì sẽ luôn có những thằng như là tao. Yeah, I make 'em bounce.